dị vật gây tắc đường thở chỉ là một trong số những tai nạn thường xảy ra trong cuộc sống hàng ngày. Theo báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới, mỗi ngày trên thế giới có 16.000 người thiệt mạng vì tai nạn thương tích. Căn cứ vào luật hoạt động chữ thập đỏ đã được Quốc hội thông qua vào năm 2008. Thứ hai là Nghị định 03 của Chính phủ về hướng dẫn các biện pháp thi hành luật hoạt động chữ thập đỏ thông qua vào năm 2011. Và cái văn bản thứ ba đó là thông tư số 17 ngày 2 tháng 6 năm 2014 của Bộ Y tế về việc cấp phép đối với các trạm điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ và huấn luyện sơ cấp cứu chữ thập đỏ Việt Nam. Thì tại các cái văn bản này thì quy định rất rõ là Hội Chữ thập đỏ Việt Nam được tổ chức huấn luyện sơ cấp cứu ban đầu đối với nạn nhân của chiến tranh, nạn nhân thiên tai, vùng dịch bệnh, tai nạn đối với nạn nhân của tai nạn giao thông, tai nạn lao động và các tai nạn thảm họa khác. Dự án nâng cao năng lực sơ cấp cứu tại trường học và cộng đồng do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam phối hợp thực hiện từ tháng 10 năm 2018 với sự hỗ trợ của quỹ Prudential Foundation, quỹ hỗ trợ cộng đồng của Prudential châu Á. Cái này rất là ý nghĩa, một là đối tượng tác động đó là trẻ em, cái thứ hai nữa chính đối tượng cái khối 4 khối 5 này sẽ là cái lực lượng mà sẽ tiếp tục là lên cấp 2, cấp 3 rồi vào các trường đại học và cũng là một những cái thành tố trong gia đình rất là tốt. Khi các bạn có các cái kiến thức, kỹ năng, chính là những cái truyền thông viên cho từng gia đình, cho phụ huynh, học sinh, cho từng gia đình và cho cộng đồng. Thì chúng tôi thấy rằng là mặc dù dự án thì triển khai thời gian cũng ngắn, cái thứ hai địa bàn cũng chưa nhiều, lượng kinh phí cũng ở mức độ. Nhưng mà cái tác động, cái ý nghĩa của nó thì rất là thiết thực đối với lại cái việc là cung cấp các cái kiến thức, kỹ năng cơ bản cho giáo viên, học sinh và một phần là cộng đồng nữa để làm giảm thiểu cái rủi ro do tai nạn thương tích gây ra. Dự án được triển khai tại 22 trường tiểu học và cộng đồng dân cư tại quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội và quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Chính các học sinh, giáo viên, cán bộ y tế, cán bộ ngành giáo dục và đào tạo, cán bộ Hội Chữ thập đỏ địa phương và cộng đồng dân cư là những người được hưởng lợi trực tiếp. Ngoài ra, thông qua các hoạt động truyền thông, các phương tiện thông tin đại chúng, người dân có cơ hội được tiếp cận và truyền thông về sơ cấp cứu. Ngày hội sơ cấp cứu tại cộng đồng dân cư là một hoạt động nằm trong khuôn khổ của dự án, được diễn ra tại chung cư Giai Việt, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh và chung cư 34T Hoàng Đạo Thúy, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Thông qua hoạt động thao diễn xử trí tình huống và hướng dẫn kỹ thuật sơ cấp cứu với các chủ đề bỏng, tắc nghẽn đường thở do dị vật, chảy máu nghiêm trọng và hồi sức tim phổi, người dân được trang bị các kiến thức cơ bản về sơ cấp cứu nhằm giảm thiểu rủi ro khi tai nạn thương tích. Chương trình này vô cùng bổ ích luôn. Gia đình nào cũng có trẻ em, người già, là những kiến thức của phụ nữ trong gia đình gặp những chuyện mà xảy ra em nhỏ ăn bị hóc hoặc là người lớn đôi khi cũng khóc nữa, là lúc đó cả nhà sợ lắm. Thành ra chị được tham gia chương trình này, chị học một số kỹ năng là chị thấy nó vô cùng bổ ích. Chị rất cảm ơn coi như là Hội Chữ thập đỏ tổ chức sự kiện này tại chung cư của chị đang sống. Cũng là những kiến thức này, nhưng với đối tượng học sinh lại được truyền đạt một cách sinh động, dễ hiểu. Có hiện tượng chảy máu bên ngoài, thì đầu tiên các bạn nhớ là chúng ta sẽ phải bảo vệ chính bàn tay của mình bằng cách là chúng ta phải đi găng tay bảo vệ. Cố định hai vòng trên 1/2 hoặc 2/3 của vòng băng trước. Và cứ làm như vậy chúng ta sẽ che phủ vết thương và chúng ta đã hoàn thành xong sơ cứu. Hôm nay con học bài về sơ cấp cứu chảy máu ạ. Con thấy bài này rất là cần thiết để chúng ta có thể áp dụng trong cuộc sống cho bạn bè và người thân ạ. Sau khi bạn học bài sơ cấp cứu về chảy máu cam xong thì con có thể biết tự xử lý về các trường hợp về chảy máu. Trước đó, 200 giáo viên đã được tập huấn đầy đủ kiến thức về sơ cấp cứu cho những tình huống tai nạn có thể xảy ra trong trường học. Vào các giờ ra chơi thì thường thì các em ra chơi thì cũng hay có những cái va chạm
khiến các em bị xây xát khi mà mình chưa được tham gia cái lớp tập huấn này, thì mình hiểu như thế nào thì mình làm thấy vết thương thì mình cầm máu cho các em thôi. Nhưng mà lúc đó thì khi mình chưa có kiến thức thì mình làm theo cái cách hiểu của mình. Còn khi được tham gia cái lớp tập huấn này và tham gia cái chương trình dự án này rồi thì mình đã có những cái kiến thức cơ bản rồi, thì mình cũng sẽ phải thực hành cũng như sử dụng cái kiến thức mình đã được học, vận dụng kiến thức mình đã được học để sơ cấp cứu cho các em học sinh. Nếu mà được duy trì những cái mô hình này thường xuyên và được mở rộng trong nhiều các cái trường, trong các đối tượng thì là rất là tốt. Tại Việt Nam thì chúng tôi thực hiện chương trình này đã trong vòng một năm qua tại rất là nhiều các cái trường học và các cái cộng đồng cư dân lớn, với một cái mục tiêu là nâng cao về mặt nhận thức cũng như là những cái kỹ năng sơ cứu cơ bản nhất để giúp cho các thầy cô giáo, các em học sinh và đồng thời là cư dân ở những cộng đồng lớn đối phó cũng như là giảm thiểu được những cái rủi ro. Trong suốt 20 năm hoạt động tại Việt Nam thì Prudential đã cam kết thực hiện rất là nhiều các cái chương trình về trách nhiệm xã hội có ý nghĩa, và đây vẫn tiếp tục là cái cam kết của chúng tôi trong việc phát triển một đất nước Việt Nam với cái sứ mạng là bảo vệ cuộc sống và bảo vệ con người. Sau gần một năm triển khai, dự án nâng cao năng lực sơ cấp cứu tại trường học và cộng đồng đã đạt được hiệu quả như mong đợi. 200 giáo viên đã được tiếp cận dự án, hơn 11.000 học sinh được trang bị kiến thức về sơ cấp cứu. Đây có thể sẽ là những hạt nhân giúp lan tỏa những kiến thức sơ cấp cứu đến với cộng đồng để đảm bảo một cuộc sống an toàn hơn cho mọi người. Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam cũng đã xây dựng và hoàn thiện bộ tài liệu huấn luyện sơ cấp cứu của Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam. Đây là bộ tài liệu được chuẩn hóa trong toàn quốc, và cuốn tài liệu này cũng đã được Bộ Y tế ký quyết định để thực hiện. Điểm kế tiếp đó là chúng tôi tập trung vào cái việc là nâng cao cái chất lượng hoạt động của các trung tâm huấn luyện sơ cấp cứu của Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam. Thì đến nay Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam có 10 trung tâm huấn luyện sơ cấp cứu được ban hành quyết định thành lập và chính thức hoạt động. Điểm kế tiếp là chúng tôi lồng ghép các cái hoạt động về sơ cấp cứu đối với lại học sinh thông qua các cái học kỳ nhân ái hàng năm do trung tâm huấn luyện sơ cấp cứu của Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam thực hiện. Việc kế tiếp nữa là chúng tôi lồng ghép các cái hoạt động này trong việc đề xuất các cái dự án đối với các đối tác trong và ngoài phong trào Chữ Thập Đỏ.